cây dừa thấp xíu mà coi mấy cái buồng dừa luôn, quá trời đã luôn. Về miền Tây là thấy là mê lắm. À, chào cả nhà, hôm nay Thảo về lại Sa Đéc đây cả nhà. À, Thảo ghé cái thao bánh ngọt đủ loài luôn của chị Tâm đó cả nhà. À, thao bánh của chị thì chị tự làm ở quê, mà bánh tự làm nó rất là ngon, giá nó cũng rẻ lắm, 5.000, 10.000 là ăn là no luôn. Ví dụ mình mua hộp bánh này 10.000 mà 7 loại hả chị hả? Dạ, 7 loại, có 2 loại bánh măng nữa là 9 loại tất cả đó. Cái thao bánh của chị có tới 9 loại luôn. Mà 10.000 mà ăn 7 loại bánh là mọi người thấy có chỗ nào bán không? Chỉ có ở quê mình mới có thôi, chứ ở Sài Gòn là không có đâu. À, dạ, mấy cái bánh này là sáng sớm là chị Tâm làm xong rồi đến 9 giờ rưỡi là chị dọn ra chị bán. 9 rưỡi là bắt đầu có bánh rồi đó cả nhà. Chị ra thì chị ngồi nó chỗ cái bờ sông thôi. Bờ sông Sa Giang ở Sa Đéc. Mọi người hỏi bờ sông Sa Giang là người ta chỉ, hoặc là mình gọi trên cái bản đồ á là đường Lê Lợi. Đường Lê Lợi, phường 3 thành phố Sa Đéc là người ta chỉ đường qua. Đi về cái hướng mà nếu mà mình ở bên Sa Đéc đúng không, là mình hỏi người ta cái hướng mà về bên Phà là người ta chỉ cho. Đó, hoặc là hỏi cái đường Lê Lợi, bờ sông Sa Giang cũng được. À, còn chị thì chị bán trước cái đối diện cái số 82 đường Lê Lợi, phường 3 thành phố Sa Đéc. Đó, Thảo nhắc lại cái địa chỉ với cái giờ bán vậy để cả nhà có thể là nếu mà mình có dịp mình đi du lịch hay đi ngang qua Sa Đéc, mình trùng cái khung giờ đó thì mình ghé ăn thử cái bánh đó thử. Bánh quê thì mọi người biết rồi đó, nó rất là ngon. Và mấy cái chị, mấy cái cô ở quê làm bánh á thì cũng làm kiểu bằng cái tâm của mình thôi, chứ không có pha hóa chất hay là pha màu mè đồ gì vô nhiều. À, có cây có lá có cái gì thì mình làm cái đó thôi, tạo màu kiểu thiên nhiên vậy thôi. Như cái mâm bánh của chị Tâm đây á, chỉ có một cái màu tím là của lá cầm mà chị nấu lên, còn tất cả là nguyên thủy vậy đó. Bánh chuối mà chị cũng màu nó cũng trắng trắng vậy thôi, chứ nó không có vàng giống như người ta nha. Bánh chuối người ta là người ta nhỏ mấy cái giọt gì đó cho nó vàng vàng lên, cái bánh chuối nó đẹp đó. Chị không có để màu hết, bánh như vậy có sao bán vậy thôi đó cả nhà. Đó thì Thảo ăn hết hộp 10.000 mình no quá. Ăn rất là no luôn, 10.000 mà ăn ngất ngây luôn đó. Đó, ăn mà phải cố mà ăn hết được hộp bánh 10.000 đó. À, cả nhà có dịp đi về Sa Đéc ăn thử cái bánh chị Tâm coi thử. À, thao bánh 9 loại nhưng mà chỉ có 7 loại là ngọt, 2 loại mặn. Chị Tâm bán vậy là được lâu chưa chị? Cái nghề của chị là 18 năm rồi. Trời ơi, cùng lâu ghê nhưng ha. Mà chị ngồi ở đây là mới có 3 năm thôi. Dạ, chị đi bán chỗ khác phải không? Đúng rồi, dạ. Đó chị bán ở Long Xuyên á. Ồ vậy đó hả? Lấy tuốt Long Xuyên lấy chồng lên hay sao vậy? Lấy chồng về đây. Dạ, à, quê gốc Long Xuyên lấy chồng về Sa Đéc. Dạ. À, chị Tâm thì có một cái người chị hai nữa cũng bán một thao bánh y chang vậy đó cả nhà. Bán bên chợ rau củ quả Sa Đéc á. À, chợ bên đó chợ rau củ quả đúng không chị? Đúng rồi, rau củ quả em. Chợ rau củ quả Sa Đéc á. Hình như là chị nói 12 giờ là dọn ra hay gì đó. Đúng rồi, 12 giờ chị chồng chị dọn ra. Đó, thì sẽ có hai cái chỗ, nói chung bánh thì gần như là y chang nhau luôn. Các loài đồ nó gần như giống nhau hết trơn á. Thì nếu mà ví dụ mình tới sớm khung giờ 9 giờ rưỡi thì mình ghé bên chỗ chị Tâm bán bên chỗ đường Lê Lợi này. Còn mà nếu mà trễ quá thì ví dụ 1-2 giờ chiều thì mình ghé bên chỗ chợ rau củ quả bên chỗ Sa Đéc. Đúng rồi. À, bánh da lợn lá cầm đó cả nhà. Đúng rồi. Lợn lá cầm. Lâu lắm các em mới trở lại chị ha. Dạ. Lâu lâu thì Thảo ghé lại vậy lúc đó. Lúc trước chị chưa có chuối xào dừa, bây giờ chị có thêm chuối xào dừa. Ờ vậy đó hả? À. Bây giờ coi là mấy món? 3. 9 món đó em. Bằng 9 món như cũ hả chị? Hả? Thêm món nữa đó hả? Đúng rồi, thêm chuối xào dừa á. À, thêm cái món chuối xào dừa này cả nhà. Đúng rồi. Dạ. Chị trang nó cốt cho em đi. Trang cho em luôn ha. Dạ. Rồi, cắt cho em không? Thôi, để vậy. Để nguyên cho em ăn hả? Dạ. Chuối nhà làm luôn á, tại chị không có bỏ màu gì hết, là chuối nó trắng trắng vậy đó. Cái này là chị làm màu tự nhiên nha. Dạ. Lá cẩm chị nấu nha. Ừ. Làm cái này cũng cực lắm, bánh mấy cái bánh dân gian này nó cực. Em biết không, chị đi bán sớm là 4 giờ rưỡi chị thức dậy chị làm rồi. Đâu làm sớm vậy? 11 giờ bán mà 11 giờ. Chị ra là 9 giờ rưỡi. À, bữa nay ra sớm dữ đó hả? Qua dịch tới giờ là chị đi bán sớm rồi. Dạ, 9 giờ rưỡi cả nhà. Ừ. Bán sớm quá trời luôn á. 9 giờ rưỡi là chị ra rồi đó. Ra nha. Đây thôi hay là đi vòng vòng? Không, chị ngồi đây hết gì luôn đó. Dạ. Giờ chị không có đi nữa. Ừ. À, chị đây. Ngồi hổng gài là 1 giờ, một mấy chị hết rồi. Dạ. Hết sớm quá đó đúng không? Ừ. Lúc chưa dịch thì 11 giờ. Dạ. Qua dịch giờ là 9 giờ rưỡi là chị ra rồi. Trời ơi, ra sớm quá trời luôn á. Đi sớm mà làm như là chị bán trước số 82 à chị, đối diện số 82 hả? Đây nè.
chứ phải có địa chỉ người ta khách họ tìm họ mua mới được. Đôi khi Thảo quay lên nhiều anh chị cô chú có hỏi địa chỉ bao nhiêu. Đây đối diện số 82 đường Lê Lợi đấy cả nhà, 82 đường Lê Lợi nha. Cái này là phường mấy của Sa Đéc vậy chị? Phường 3 thành phố Sa Đéc. Bờ sông đẹp lắm đấy chị bạn. Chị bán ngồi đây gió mát rười rười luôn này. Cái này gọi là bờ sông Sa Giang. Bờ sông Sa Giang hả? Đúng rồi. Bán thì chị đầy lại đợt bùi á. Đúng rồi chị đẩy nè. Dạ một hộp về, giờ chị bán nhiêu tiền vậy? 7 lò bánh có 10.000 em. 7 lò bánh 10.000 đồng rẻ ha. Ăn vậy, được 7 lò bánh. Vậy chị nói 9 loại là loại gì nữa? Hai thứ mặn, trần mặn với bèo mặn là hai thứ là 9 loại. Dạ. Ăn 7 loại là được 10.000. Họ cũng bò không với một hộp cái sầu dừa. Dạ, mỗi thứ 10 hết hả chị? Hả, bánh bò kìa, bánh bò cùng kiểu đồ xưa rất là ngon lắm nè. Cái này tới dưới nha, tới dưới nha. Thử với mẹ hả chị? Dạ. Chú có để không chị? Để nha. Một phần gì chứ có 10.000 thôi nè. Dạ, nhiều đó ha. Ăn no luôn á em. Ăn no luôn đúng rồi cả nhà. 10.000 chứ quê nó rẻ vậy đó. Ăn vặt 10.000 là được rồi. Còn Sài Gòn mà ví dụ ăn một bánh là phải 20.000. Đúng rồi, chị thấy em đi Sài Gòn em mua đó. Dạ. Em đăng đó. Rồi 20 rồi em sao đó chị mẹ. Dạ dạ dạ. Đây cả nhà, mình thích ăn bánh gì thì mình lấy cái bánh đó. Thích ăn. Dạ, thích ăn cái bánh gì. Đó cả nhà thích ăn cái. Ăn đủ thứ 7 thứ 10.000 thì chị làm 7 thứ. Dạ, cái bánh chuối ngon chưa này cả nhà. Mình thích ăn cái bánh nào thì mình cứ kêu chị lấy cái bánh đó thôi. Dạ em, nó thấy em quay á, nó nói anh ơi, giá chị em quay đi. Ừ, vậy á hả? Nó vô mình lận nó nói lắm. Ngon quá rồi nha. Đầy đủ cho em nha. Bảy loại chỉ có 10.000. Không ăn bánh mặn. Thì đó, bảy loại mọc đó. Bảy loại 10.000. Bảy loại mọc đó, hai loại mặn. Trời, mua hoài cái giá mà. Ý em không bán bánh mặn. Làm hợp lộn xộn. Lộn xộn đi ha. Lộn xộn đi, suy nghĩ tới luôn cũng làm lộn xộn mà. À, nhưng một hộp lộn xộn như vậy 10.000 nè. Dạ. Em ơi mấy phần em? 2 phần ha. Nghe sướng ha, 10.000 mà được ăn tới 7 loại bánh luôn. Cái hộp này đừng để bánh bò chị. Không để bánh bò, anh thấy bèo cho em hay gì? Dạ. Để lộn xộn. Vậy đó hả? Đúng rồi. Đi sao? Trẻ ra hết trứng sầu dừa. Đúng rồi, trứng sầu dừa. Vậy sao không làm nhiều nhiều chị? Trời, bán mà có tiêu chuẩn nữa chứ. Tiêu chuẩn bán ý chị đó. Tiêu chuẩn nữa chứ không phải là muốn làm nhiều làm đó. Ừ. Thấy không? Vậy mới độc quyền thấy không? Dạ. Chị cứ đầy like đi kẹo bùi. Để dạ. Chị nè. Chứ sầu dừa hai thứ 10 hả cô? Dạ. Cái này cô đi sớm nha. Đi về. Dạ là cô đi về ha. Ừ.